Cầu thủ Dương Quốc Hoàng xuất sắc giành chức vô địch giải Pool 9B quốc tế Jacoby Scottish Open 2024, qua đó làm nên lịch sử cho billiards Việt Nam. Dương Quốc Hoàng chạm trán Oscar Dominguez tại trận chung kết giải Pool 9B quốc tế Jacoby Scottish Open 2024 diễn ra vào rạng sáng ngày 6 tháng 5 ở Scotland. Mà so tài diễn ra kịch tính và hấp dẫn ngay từ những đường bi đầu tiên. Đối thủ người Mỹ thể hiện đẳng cấp của tay cơ hàng đầu xứ sở cờ hoa khi dần vượt lên để dẫn trước Quốc Hoàng 8-4. Dù vậy, cơ thủ 37 tuổi của Việt Nam tỏ ra bình tĩnh, anh làm chủ hoàn toàn trận đấu và có nhiều pha xử lý mãn nhãn người hâm mộ. Bước ngoặt của trận chung kết nằm ở bi số 3 ván cuối khi hai cơ thủ liên tiếp đánh lỗi. Từ một cú đánh hỏng của Dương Quốc Hoàng, bi số 3 lăn về vị trí khó. Cú đánh tiếp theo, Dominguez chỉ cố gắng đánh bi cái chạm bi số 3 trước để không phạm quy, nhưng tạo ra thế bi dễ giúp Quốc Hoàng dứt điểm trận đấu. Từ chỗ bị dẫn trước, Quốc Hoàng thắng liền 6 ván liên tiếp để ngược dòng thắng chung cuộc 18, qua đó giành chức vô địch và nhận số tiền thưởng 10.000 bảng Anh, tương đương khoảng 316 triệu đồng. Đây là danh hiệu đầu tiên của cá nhân Dương Quốc Hoàng và cũng là danh hiệu đầu tiên của Bia Pool Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Anh cũng trở thành cơ thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử vô địch một giải đấu thuộc hệ thống World Number Tour, giải đấu quy tụ nhiều cơ thủ hàng đầu thế giới. Trước đó, tại vòng 1/16, Quốc Hoàng gây địa chấn khi loại cơ thủ số 1 thế giới Francisco Sanchez Ruiz, Tây Ban Nha, dù bị dẫn trước đến 1-6. Tiếp đến, dù phải thi đấu liên tục 4 trận từ tối ngày 5 tháng 5 đến rạng sáng ngày 6 tháng 5, Quốc Hoàng lần lượt đánh bại những tay cơ hàng đầu thế giới là Tyler Sayre của Mỹ tỷ số 17, Eklund Karsi, Albania tỷ số 15 và cơ thủ Đài Loan Kobinji với cách biệt sát nút 19 tại bán kết. Với chức vô địch Scottish Open 2024 tại Scotland, Dương Quốc Hoàng dự kiến vào top 40 thế giới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tiếp tục tin tưởng vào các huấn luyện viên Hàn Quốc với việc bổ nhiệm Kim Sang-sik làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Ngày 6 tháng 5, huấn luyện viên Kim Sang-sik chính thức ra mắt giới truyền thông và người hâm mộ trong vai trò huấn luyện viên trưởng U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chiến lược gia sinh năm 1976, ký bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với VFF, kéo dài từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026. So với huấn luyện viên Chu Jie và huấn luyện viên Park Hang-seo, mức lương mà VFF trả cho ông Kim Sang-sik được cho là ít hơn nhiều. Tuy nhiên, lần này VFF đã có những hỗ trợ tối đa với thuyền trưởng người Hàn Quốc, ngoài ra không giao chỉ tiêu nặng như những người tiền nhiệm. Lễ ký hợp đồng và ra mắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik khiến nhiều người liên tưởng tới ông Park Hang-seo cách đây 7 năm. Ông Park ngồi vào chiếc ghế nóng khi bóng đá Việt Nam xuống đáy sau những thất bại. Nhưng chỉ sau vài tháng, dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Hàn Quốc, các đội U23, đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tục làm nên chiến tích lịch sử. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim thể hiện sự tự tin và quyết tâm. Ngay sau khi đến Việt Nam, ông đã ra sân hàng đẫy theo dõi trận đấu giữa Thể Công Viettel và LP Bank Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 16 V-League 2023-2024. Trong tháng tới, huấn luyện viên Kim sẽ có hai trận đấu chính thức đầu tiên gặp Philippines và Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 và AFF Cup 2024. Đây là cơ hội để huấn luyện viên Kim khẳng định năng lực. Cách đây 7 năm, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bắt đầu hành trình thành công của mình với trận hòa 0-0 trước Afghanistan, mở ra một giai đoạn vàng cho bóng đá Việt Nam. Hy vọng huấn luyện viên Kim sẽ tiếp nối được thành công đó và đưa bóng đá Việt Nam trở lại đỉnh cao. Bộ tem kỷ niệm nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ. Bộ tem gồm 4 mẫu được thiết kế tạo sự liên hoàn nhằm thể hiện từ quá khứ hào hùng đến tương lai tươi sáng của Điện Biên Phủ nói riêng và đất nước nói chung. Trước đó, nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tôn vinh gửi niềm tri ân sâu sắc tới những người anh hùng đã hy sinh xương máu, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ trung tuần tháng 3, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định bổ sung đề tài tem kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ vào chương trình đề tài tem bưu chính năm nay. Bối cảnh xuyên suốt của cả bộ tem bưu chính này là cảnh lòng trào Điện Biên Phủ từ quá khứ hào hùng đến đổi mới và phát triển. Bố cục được thiết kế có những điểm nhấn ở từng mẫu. Tuy nhiên, khi sắp xếp liên hoàn 4 mẫu tem, người xem sẽ thấy được hướng mở ra từ tối đến sáng.
4 mẫu tem của bộ tem bưu chính phát hành vào ngày 5 tháng 5 có 4 chủ đề riêng, gồm chắc thắng mới đánh, cả nước ra trận, bài ca không quên và phồn vinh, hạnh phúc. Mẫu tem thứ nhất có chủ đề chắc thắng mới đánh. Hình ảnh chính trên mẫu tem là đoàn quân đang kéo pháo vào trận địa. Nền tem thể hiện hình ảnh sở chỉ huy tại Mường Phăng. Bên cạnh đó là hình ảnh máy bay địch đang đổ quân xuống lòng chảo Điện Biên để tạo nên một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất lúc bấy giờ. Chủ đề cả nước ra trận ở mẫu tem thứ hai được họa sĩ khắc họa bằng hình ảnh đoàn dân công hỏa tuyến tải đạn, lương thực, phục vụ chiến trường. Nền tem là hình ảnh bộ đội đánh chiếm và kéo cờ trên nóc hầm chỉ huy của Pháp, kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ. Mẫu tem thứ ba có chủ đề bài ca không quên được diễn tả bằng hình ảnh nhóm cựu chiến binh về thăm chiến trường xưa, tượng đài chiến thắng. Trên nền tem là hình ảnh lễ ký hiệp định Geneva đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Cuối cùng là chủ đề phồn vinh hạnh phúc, thể hiện ở mẫu tem thứ tư với hình ảnh cô gái dân tộc Thái đang chào đón thiếu nhi các dân tộc tung tăng tới trường. Nền tem là hoa ban nở rộp trời trên vùng đất chiến trường Điện Biên năm xưa, nay đã mọc lên các công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế. Bốn mẫu tem cũng có bốn tông màu khác nhau, song về tổng thể cả bộ tem đã được họa sĩ thiết kế chuyển tiếp, từ sắc màu nóng sang sắc màu xanh tươi mát, từ chiến tranh đến hòa bình và màu xanh hy vọng của tương lai tươi sáng. Họa tiết dân tộc Thái được bố trí phía dưới làm nền, góp phần tôn vinh tính đa dạng văn hóa bản địa của dân tộc địa phương. Bộ tem bưu chính kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954-2024 do họa sĩ Nguyễn Du của Vietnam Post thiết kế để tạo sự liên hoàn. Bốn mẫu tem tràn lề khuôn khổ 43x32mm có các giá mặt tem lần lượt là 4.000 đồng, 6.000 đồng và 15.000 đồng. Các nội dung và hình ảnh được lựa chọn đưa vào bộ tem về chiến thắng Điện Biên Phủ lần này không lặp lại với những nội dung đã được thể hiện trên các bộ tem cùng đề tài trước đó, đã được định kỳ phát hành 10 năm một lần kể từ năm 1954 đến nay. Những ngày này trên nhiều con đường ở thành phố Vinh, Nghệ An, hoa bằng lăng đua nhau khoe sắc. Sắc tím làm mê mẩn khiến bất cứ ai đi qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn. Cây bằng lăng được trồng nhiều nhất trên phố Phùng Chí Kiên, dọc bờ kênh Bắc, phường Hào Y Tập. Đang mùa hoa nở, cả tuyến phố rực rỡ màu hoa tím ngắt. Hoa bằng lăng bắt đầu nở từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 6 hàng năm. Mỗi bông hoa có 6 cánh, mỗi cánh dài chừng từ 2 đến 3,5cm. Bằng lăng tím có thời gian nở khá ngắn, dù vậy cũng đủ làm cho mọi người ngẩn ngơ, xao xuyến. Ngoài màu hoa phổ biến là màu tím biếc, bằng lăng còn có màu tím phớt hồng hay tím phớt trắng. Loài hoa gây thương nhớ này còn xuất hiện ở nhiều tuyến phố khác ở thành phố Vinh như Lê Mao kéo dài, Trần Phú, Lý Tử Trọng, Hà Huy Tập. Màu tím bằng lăng dường như làm cho đường phố thêm thơ mộng, vơi đi phần nào những ồn ào nơi phố thị.